Tiểu Nguyệt giận dữ nói, người ta mới không cần rời khỏi nơi đây, huynh vừa về đến bên người bọn họ, liền không để ý Nguyệt Nhi. Chỉ có ở nơi này, đại ca mới là của một mình Nguyệt Nhi mới có thể cùng đại ca thân mật thế này. Hi Bình cười khổ. Có lẽ Tiểu Nguyệt nói đúng, chỉ có ở nơi này, mọi người mới không lý hành vi không hợp luân lý giữa bọn họ, bởi vì cho dù bọn họ nói với người khác là huynh muội, người khác vẫn là không thể tin bọn họ là thân huynh muội. Ngoại mạo phát triển không giống không nói, cả ngày dán chung một chỗ, thiên hạ có huynh muội nào là bộ dạng này. Không biết vì sao, ba huynh muội bọn họ, Đại Hải lớn giống phụ thân, Tiểu Nguyệt cũng giống mẫu thân, chỉ có hắn, ai cũng không giống. Lại có người nói hắn giống huyết ma gì, thực kỳ quái con mẹ nó. Hi Bình trong mạch suy nghĩ, cảm giác đôi môi bị Tiểu Nguyệt hôn lên. Hắn bỗng nhiên quay mặt, duỗi hai tay đẩy Tiểu Nguyệt ra, quát nhẹ nói, Nguyệt Nhi, nói rõ không cho phép làm hành động mờ ám, muội làm sao không nghe lời như vậy. Tiểu Nguyệt hứ một tiếng, mở chăn lên, lại cởi y phục ra. Hi Bình quát mắng cùng kháng nghị đều vô hiệu, đành phải ép giả cầu toàn nói, Nguyệt Nhi, nghe lời, đừng cởi ra, đại ca nhận lỗi với muội, được chưa? Tiểu Nguyệt đã đem y phục trên cởi đến sạch sẽ, lúc này đang chuẩn bị cởi quần, nghe được Hi Bình xin tha thứ, hi hi cười ra tiếng, lần nữa nằm sấp ngủ ở trên người Hi Bình, đắc ý hỏi, xem huynh sau này còn dám ăn hiếp Nguyệt Nhi hay không? Hi Bình trong lòng kêu to oan uổng trời a, huynh ăn hiếp muội chỗ nào? Là muội tiểu ma nữ này ăn hiếp ta chứ? Đại ca, Nguyệt Nhi chán ghét bộ y phục trên người huynh này. Nàng ta một không làm hai không nghỉ, vội phải vì Hi Bình cởi y phục. Trải qua một phen vùng vẫy, Hi Bình cuối cùng đã kết thúc thất bại, Tiểu Nguyệt thành công cởi đi áo trên của hắn, đem bộ ngực lõa lổ của nàng ta ép ở trên lồng ngực cũng lõa lổ giống nhau của hắn. Hai tay của Tiểu Nguyệt ôm cần cổ cường tráng của Hi Bình, nói thế này mới dễ chịu, muội có thể cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim đập của đại ca, Nguyệt Nhi nguyện ý cả một đời ôm ấp thế này với đại ca. Đại ca, huynh sao? Trong chướng một trận trầm mặc, Tiểu Nguyệt liền nói, muội biết đại ca cũng yêu thích, cây đó của đại ca luôn là thời thời khắc khắc đều muốn giở trò với thân thể của Nguyệt Nhi thôi. Đại ca, hôn Nguyệt Nhi, được không? Hi Bình như cũ không có một lời, cũng không có bất kỳ động tác nào. Tiểu Nguyệt chủ động đưa đến môi hồng của nàng ta, với đôi môi của Hi Bình chặt chẽ hợp ở một chỗ. Một hồi lâu, Tiểu Nguyệt lại giận dữ nói, đại ca, huynh đừng ngậm răng chặt như vậy, đầu lưỡi của Nguyệt Nhi không vào được đâu. Hi Bình than nói, Nguyệt Nhi, muội không biết chúng ta là thân huynh muội sao? Muội việc gì mà phải giày vò đại ca? Tiểu Nguyệt liền yếu ớt than thở, từ trên người Hi Bình lật xuống, xoay lưng chuyển người nằm nghiêng, không một hồi, nhẹ nhàng nức nở, rất lâu mới ngừng lại, như là ngủ say rồi. Hi Bình nhìn mái tóc thanh tú đen nhánh cùng chiếc cổ bóng mượt lộ ra bên ngoài chăn của nàng ta, trong lòng xoắn chặt một trận, thực muốn đem nàng ta ôm vào trong lòng, nhưng trên thực tế lại không dám làm như thế. Hắn sợ hãi, phải, hắn sợ không cẩn thận lần nữa chiếm hữu Tiểu Nguyệt. Hắn rõ ràng Tiểu Nguyệt không cần cự tuyệt hắn, thậm chí chờ đợi hắn chiếm hữu muội ta. Kỳ thật, hiện tại đã đủ gay gâu rồi. Nguyệt Nhi, không thể đã biết hắn chính là Hoàng Ngưu đoạt đi đồng trinh của muội ta chứ. Lúc hoàng hôn, trận trận tiếng huyên náo ồn tỉnh Hi Bình cùng Tiểu Nguyệt, bên ngoài tiếng người ầm ĩ, hỗn tạp còn có tiếng ngựa hí cùng móng ngựa. Hi Bình vội vàng mặc y phục, nói chúng ta ra ngoài xem coi. Tiểu Nguyệt nói, muội không đi. Nàng ta một bộ dạng giận chề môi, hiển nhiên giận còn chưa tiêu. Hi Bình mặc xong y phục, bò dậy hướng bên ngoài đi, nói, vậy muội ở trong chướng đợi ta. Tiểu Nguyệt thấy hắn tự lo tự ra ngoài, nước mắt thi nhau chảy ra. Trước cửa viện tử chen lấn rất nhiều người, còn có một đội kỵ sĩ 40-50 người, dẫn đầu là một vị thanh niên so với Hi Bình còn phải cao lớn hơn một ít, đại khái là 27-28 tuổi, dung mạo chính trực, hơi lộ ra chút béo mập. Bạch Hoạt đứng ở đầu nhất của chúng nhân, khi Hi Bình đi đến, Bạch Hoạt cũng không ngoảnh lại nhìn để ý hắn, nộ khí trùng trùng trừng thanh niên dẫn đầu đó. Bên cạnh của Bạch Hoạt đứng một vị thanh niên tương tự với lão ta, nghĩ là nhi tử duy nhất của lão. Thanh niên này bề ngoài cao lớn giống như Hi Bình, thấy Hi Bình đến đứng bên kia của phụ thân hắn, không nhịn được hiếu kỳ nhìn Hi Bình mấy cái, lại nhìn về thanh niên đầu lĩnh, vẻ mặt phẫn nộ. Bạch Hoạt giận dữ quát, Bạch Hùng! Tư Nhi không thể thích ngươi, lão tử nhìn ngươi cũng không thuận nhãn, ngươi tới quấy giấy nữa cũng không được việc gì,
nhân sớm cút về hang ổ của ngươi đi, ôm 15 tao bà nương đó của ngươi đi. Thanh niên đầu lĩnh hiển nhiên chính là Bạch Hùng, hắn không giận trái lại cười đáp, lão làm sao biết Tư Nhi không thích ta. Trong Bạch Dương tộc trừ Bạch Hùng ta, còn có ai sánh đôi được Tư Nhi như thiên tiên. Bạch Hoạt chê cười nói, ngươi cũng không bảo bản thân vẩy ướt nước đái ngựa soi khuôn mặt ngựa của ngươi, còn cho rằng bản thân là tuyệt đại chủng mã ư. Ta nói, cáo tố ngươi, Tư Nhi nhà chúng ta sớm đã có ý chung nhân, ngươi mất hy vọng đi. Bạch Hùng vô cùng kinh ngạc hỏi, a, Tư Nhi có ý chung nhân, là ai? Bạch Hoạt đột nhiên chỉ Hy Bình bên cạnh đáp, chính là hắn, thế nào, so với tiểu tử ngươi tuấn tú hơn nhiều chứ? Bạch Hùng trừng mắt Hy Bình rất lâu, mới nói, hắn không giống là người của Bạch Dương tộc chúng ta, hắn rốt cuộc là ai? Bạch Hoạt đáp, tiểu tử ngươi còn rất có nhãn quang, vừa nhìn liền nhận ra hắn không phải người của Bạch Dương tộc chúng ta, không sai, hắn là người Trung Nguyên, là khách nhân ta hôm nay mới mời đến, Tư Nhi vừa nhìn thấy hắn ta, liền yêu hắn. Bạch Hùng cười to nói, ta xem lão càng già càng hồ đồ, lại đem Tư Nhi gả cho ngươi Trung Nguyên nhìn được không dùng được. Bạch Hoạt nói, bất luận ngươi nói gì, 3 ngày sau, Tư Nhi sẽ phải xuất giá, tiểu tử ngươi vẫn là về đến trong tổ của ngươi chịu nỗi đau xuyên tim đó đi. Ha ha! Bạch Hùng sắc mặt đại biến, nói, lão đầu không biết tốt xấu, chúng ta hãy đợi đấy, không đạt được Tư Nhi, lão tử thể không buông xuôi. Tỉa tử Trung Nguyên tới. Ngươi tốt nhất đừng đụng Tư Nhi, bằng không lão tử khiến ngươi về không được Trung Nguyên. Nói xong, quay ngược đầu ngựa, dẫn một đám đại hán khoảnh khắc biết mất ở thảo nguyên xanh mênh mông. Bạch Hoạt hướng tới nhi tử bên cạnh khiển trách, mới rồi ngươi vì sao một tiếng không lên? Có phải bởi vì Bạch Liên tiểu nhi tử đó? Hy Bình nói, Bạch lão nói Tư Nhi gì đó, ta không quen biết ra. Bạch Hoạt cười đáp, tiểu đệ, xấu hổ, mới rồi bởi vì ra chuyện. Lấy ngươi làm lá chắn. Thấy Bạch Hùng tự cao tự đại xám xịt trở về, ta trong lòng liền sảng khoái, con mẹ hắn, ngươi cuối cùng để hắn kiến thức gì mới là Mỹ Nam tử. Nhi tử của Bạch Hoạt hỏi, phụ thân, hắn là. Bạch Hoạt nghe được lời của nhi tử lão nói, giống như có chút không cao hứng, nhưng vẫn là giới thiệu nói, đây là Hoàng Hy Bình công tử, là khách nhân phụ thân hôm nay mới thỉnh đến. Lão đệ, đây là nhi tử bất hiếu của lão Bạch tử. Bạch tử. Hy Bình cảm thấy tên của hai phụ tử bọn họ quả thật là thiên hạ đệ nhất tuyệt. Bạch tử lộ ra một nụ cười mỉm sinh cơ vô hạn nói, Hoàng huynh, xin chào. Hy Bình cũng thấy được bản thân có chút thất lễ, vội vàng hoàn lễ nói, Bạch huynh, xin bỏ quá. Bạch Hoạt cười nói, hôm nay cuối cùng cũng ra một hơi điểu khí đờ, bê thực sự sảng khoái con mẹ nó vô cùng. Lão đệ, đợi khi ngươi lại đến lều bạt của ta, chúng ta uống rượu mua vui. Bạch tử kiến nghị nói, phụ thân, không bằng đến lều bạt của Hài Nhi đi. Bạch Hoạt đáp, cũng được, phụ thân cũng có một đoạn dài thời gian không đến lều bạt của Nhi tử. Hy Bình nói, ta về trước trông coi muội của ta, sau đó lại cùng các người uống rượu, tạm rút lui. Bạch Hoạt nói, thế này đi, ngươi quay về mang muội muội của ngươi tới chung, là lều bạt to còn lại, ngươi biết chưa? Biết, Hy Bình hồi đáp một tiếng, hướng tới lều bạt nhỏ của mình đi về. Sau khi Hy Bình rời khỏi, Bạch Tử hỏi, phụ thân, hắn còn có một muội muội sao? Bạch Hoạt nhớ tới Tiểu Nguyệt thanh xuân mỹ lệ, liền thần bí cười, đáp, muội muội của hắn là nữ nhân đẹp nhất phụ thân từng thấy qua, cả Tư Nhi cùng Bạch Liên đều phải thua kém một chút, người thấy nhất định có thể nuốt một ngụm lớn nước miếng. Thực sao? Bạch Tử vẻ mặt ham muốn. Bạch Hoạt đánh giá quá thấp lượng nước bọt của Nhi Tử lão, Bạch Tử sau khi nói xong một câu liền nuốt 2 ngụm nước bọt. Ai, có kỳ phụ tất có kỳ tử. Hy Bình về đến trong chướng, Tiểu Nguyệt vẫn như cũ nằm trong chăn, vết nước mắt trên mặt còn chưa khô, hắn dùng tay nhẹ nhàng lau chùi cho nàng ta. Tiểu Nguyệt mở mắt ra, nhìn Hy Bình, một hồi lâu mới hỏi, đại ca, bên ngoài phát sinh chuyện gì thế? Hy Bình cười đáp, không có gì, bất quá là một chút chuyện nhỏ như hạt mè, phải ăn cơm rồi, dậy đi thôi. Đừng đói hư cái bụng nhỏ. Tiểu Nguyệt y lời ngồi dậy. Lộ ra thân trên mỹ hảo vô hạn của nàng ta, yếu ớt nói, đại ca, giúp Nguyệt Nhi mặc áo đi. Hy Bình không có cự tuyệt, lặng lẽ thay nàng mặc y phục chỉnh tề, sau đó lặng yên nhìn nàng ta, hỏi tiểu ma nữ, còn có chỉ thị gì chăng? Tiểu Nguyệt bị hắn làm cho cười ngọt ngào, cắn môi nói, muội muốn đại ca hôn Nguyệt Nhi. Hy Bình làm ra vẻ nổi giận đáp, yêu cầu này thái quá,
đại ca không thể đáp ứng. Tiểu Nguyệt nhẹ hứ ra tiếng, quay mặt một bên, không nhìn Hy Bình. Hy Bình dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ của nàng ta chuyển qua, cúi đầu hôn lên chiếc miệng nhỏ cong rất cao của nàng ta, rất lâu tách ra, hỏi, không nổi giận với đại ca chứ? Tiểu Nguyệt chịu không nổi thái độ không tự nhiên, lời lẽ đáng yêu nhỏ giọt, đáp, ừ, Nguyệt Nhi cùng đại ca đi ăn sáng. Đột nhiên lại kinh hãi kêu, không, đại ca, bọn họ khi ăn cơm đều làm mấy chuyện thẹn người, Nguyệt Nhi không đi. Hy Bình cười nói, đây là phong tục của bọn họ, có gì phải sợ. Huống hồ muội lại không phải chưa thấy qua thân thể của nam nhân, đại ca cùng bọn họ có gì phân biệt, lại không thấy muội sợ nhìn đại ca lõa thể. Muội cuối cùng có thể vì thế mà không ăn sáng sao? Tiểu Nguyệt nói, đại ca cùng bọn họ mới không giống nhau, thân thế của đại so với của bọn họ đẹp đẽ hơn nhiều, Nguyệt Nhi càng nhìn càng thích nhìn, cả đời đều nhìn không chán đâu. Được rồi, nhìn thì nhìn không no, còn là phải ăn cơm, đi thôi. Hy Bình kéo Tiểu Nguyệt lên, dắt bàn tay nhỏ của nàng ta đi dự yến. Tiệc chiều đã thu xếp tốt. Hai phụ tử Bạch Hoạt ở trong trướng của Bạch Tử chờ đợi hai huynh muội của Hy Bình tới. Mười mấy nhi nữ của Bạch Tử đều được Gia Bộc đưa đến một lều bạt khác, lưu lại tám thê tử của hắn trong trướng. Ba thê tử của Bạch Hoạt Uyển Dung, Tiểu Mai, Đông Ni cũng đều tới, Bạch Hoạt còn đặc ý an bài năm ca nữ trẻ tuổi, để giúp ngoạn hứng. Hai phụ tử bọn họ đem một truyền thống tốt đẹp hiếu khách này của Bạch Dương tộc phát huy đến lâm ly tận cùng, bọn họ vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Nói cho cùng, có thể đãi khách phô trương thế này, ngoại trừ tộc trưởng Bạch Dương, cả một Bạch Dương tộc thì chỉ có hai phụ tử bọn họ. Khoảnh khắc Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt đi vào trong trướng đó, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc si mê. Nam nhân vì Tiểu Nguyệt si mê, nữ nhân vì Hy Bình điên cuồng. Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt cũng đều vì tình cảnh trong trướng không nói nên lời. 20 người trong trướng, trừ Hy Bình với Tiểu Nguyệt cùng 5 ca nữ ra, 13 người còn lại đều là không mảnh vải che thân. Tám thê tử của Bạch Tử đều là sinh dưỡng qua nhi nữ, bởi vậy bộ ngực đều đặc biệt lớn, có một hai vùng bụng còn tình trạng như hơi béo phì, có ba bốn nhũ phòng như là phải căng vỡ ra, khả năng là bởi vì mới sinh hài tử chưa lâu, là nữ nhân chính đang cho bú. Thẻ tử của Bạch Tử, tư sắc đều không tệ, có vài người dung mạo còn là trên trung bình, tuổi tác không đều nhau ở giữa 18 tuổi với 25 tuổi. Bọn họ nhìn thấy Hy Bình đi đến, đều đặc ý đem phương diện mỹ hảo nhất khiêu người nhất của bản thân biểu hiện ra, một chút cũng không chú ý công công cùng trưởng phu của bọn họ tại trường. Tiểu Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt không tự nhiên đỏ lên, nhưng lần này nàng không trốn vào trong lòng của Hy Bình, chỉ là cúi thấp gương mặt, theo Hy Bình đến ngồi bên còn lại của mâm tiệc bày công phu, ngồi song song với Bạch Hoạt phụ tử. Bạch Tử là lần đầu thấy được Tiểu Nguyệt. Tưởng chừng như là xem nàng ta xem thành là thiên tiên hạ phàm, con mắt một khắc cũng không nỡ rời khỏi toàn thân trên dưới của nàng ta, hạ thể xích lõa, lõa lổ, rất hợp thời đứng thẳng gửi lễ. Bạch Hoạt cũng là một dạng nhiệt tình, có lễ phép. Tiểu Nguyệt không khách khí hừ lạnh một tiếng, hai phía tử mới như vừa tỉnh mộng. Bạch Hoạt vội vàng nói, thất lễ rồi, thất lễ rồi. Bạch Tử nói, cô nương chính là muội muội của Hoàng Huynh. Quá đẹp. Thường Nga tiên tử trên trời cũng không có một nửa cái đẹp của cô nương, không biết cô nương xuất giá hay chưa. Hắn chính đang đợi khi Tiểu Nguyệt nói không có, Tiểu Nguyệt đã đáp, đa tạ quan tâm, tiểu nữ tử đã có trượng phu rồi. Bạch Tử tựa như từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục, mất hy vọng không cam tình không nguyện ý nếu là để hắn với trượng phu của nàng ta ở cùng một thời gian gặp được nàng ta. Như vậy, hắn dám khẳng định, cuối cùng giành được thân tâm của Tiểu Nguyệt nhất định là Bạch Tử hắn. Thế nhưng, không có được một đời của nàng ta, có được một đêm của nàng ta cũng là đủ dư vị, thế là hắn lại đắc ý suy nghĩ lúc nào cùng Tiểu Nguyệt tiêu hồn một đêm. Bạch Hoạt cho rằng hắn là thương tâm quá độ, lòng có đồng cảm nhẹ tiếng nói, nhi tử, lão phụ thân cũng giống như con. Hy Bình nói, cảm tạ khoản đãi của các vị, tiểu tử cảm kích không xiết. Bạch Tử cười nói, đâu có, đâu có, Hoàng Huynh chê cười rồi. Bạch Hoạt nói, lời thừa nói ít. Uống rượu, hôm nay không say không nghỉ. Bạch Tử quát lên, Doanh Châu, Mỹ Đoá, châm rượu cho Hoàng Huynh cùng phụ thân. Ứng tiếng mà ra là hai vị xinh đẹp nhất trong đám thê tử của Bạch Tử. Một người trong đó đi đến bên cạnh Hy Bình, kề người qua, dùng hai cự nhủ trương lớn đến sắp phải vỡ ra ép lấy vai của Hy Bình, nói công tử, nô gia gọi là Mỹ Đoá.
Tiểu Nguyệt từ bên kia của Hy Bình hung hãn trừng mắt nhìn nàng ta, sau đó dùng tay nhẹ nhàng bấm lên eo lưng của Hy Bình một dấu nặng. Uyển Dung đến ngồi bên cạnh Tiểu Nguyệt, rót một ly rượu cho Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt vội vàng cự tuyệt, xin lỗi, tiểu nữ không uống rượu. Bạch Hoạt phụ tử tự nhiên có chút thất vọng, nhưng cũng không miễn cưỡng nàng ta, Bạch Hoạt hướng Uyển Dung vẫy vẫy tay nói, đã như Tiểu Nguyệt cô nương không uống rượu, thì thuận theo nàng ta vậy. Nông Ni cùng Tiểu Mai phân trái phải đến ngồi bên cạnh của Bạch Hoạt, mà Doanh Châu cùng một thê tử khác của Bạch Tử cũng đến ngồi trái phải của Bạch Hoạt. Bạch Hoạt nói không sai, ở trong Bạch Dương tộc, quả nhiên là phụ thân có thể thưởng thức thê tử của nhi tử có thể thưởng thức bất kỳ nữ nhân nào của phụ thân ngoại trừ mẫu thân. Ba người cạn một chén rượu, Bạch Tử ra lệnh tấu nhạc. Năm ca nữ liền tấu nhạc lên, thật sự mỹ diệu êm tai, càng tăng thêm vài phần tình thú. Thế nhưng ca thần Hoàng Hy Bình là không biết thưởng thức loại âm nhạc này, trực giác còn không có thanh âm dễ nghe của hai người Hoa Tiểu Ba cùng tứ cẩu đạp thùng sắt gõ bát bể. Mấy thê tử khác của Bạch Tử theo nhạc nhảy múa, khiêu khích tâm tư của người. Bọn họ thường thường nhảy đến bên cạnh cùng sau lưng của Hy Bình, hoặc ôm hoặc hôn Hy Bình, thậm chí cố ý dùng bộ ngực, phần mông cùng chỗ kín của bọn họ va chạm, ép nén, ma sát Hy Bình, quả thực là phóng đãng vô cùng. Bạch Hoạt phụ tử thì một mặt uống rượu một mặt dùng tay nắm sờ bộ vị trọng yếu của nữ nhân bên cạnh, khiến nữ nhân bị sờ bị nắn kêu quái lạ không ngừng, cánh hoa run rẩy yêu kiều. Tiểu Nguyệt sau khi tùy tiện ăn một chút, quả thật không cánh nào lưu lại tiếp nữa, ở bên tai Hy Bình nói, đại ca, Nguyệt Nhi phải quay về, Nguyệt Nhi cho phép huynh đêm nay chung trả với bọn họ một lần, ngày mai ngoan ngoãn quay về cùng Nguyệt Nhi, nếu không muội muội của huynh liền không lý tới huynh. Tiểu Nguyệt mượn cớ cáo lui rời đi, Bạch Hoạt phụ tử tuy không nguyện ý sớm thế này liền đi của nàng ta, nhưng bọn họ uống rượu mua vui với Hy Bình chính đang hứng thú, cũng liền không tính toán nhiều như vậy, liền để nàng ta tự mình rời đi. Tiểu Nguyệt vừa mới đi ra ngoài trướng, Uyển Dung lấp vào chỗ trống của nàng ta, đem thân thể lõa lồ của nàng ta dựa ép ở trên người của Hy Bình, nhìn dáng vẻ đó tựa như phải đem bản thân chui vào trong thân thể của Hy Bình. Mỹ Đoá rót một chén rượu cho Hy Bình. Nói, công tử, muội muội của người đã rời, người cũng không cần xấu hổ. Cởi y phục ra, để nô gia nhìn thấy thân thể của công tử, có phải tuấn tú giống như khuôn mặt công tử khiến người tâm hoảng ý loạn không chứ? Miệng của Bạch Hoạt rời khỏi nhũ đầu của Doanh Châu, nói, phải nha. Lão đệ, người thực không đủ ý tứ, chúng ta đều cho ngươi xem sạch, dù cho thoại nhi đó của ngươi không có giải thô của bọn ta cũng không cần ngại ngùng, thoại nhi của người Trung Nguyên các ngươi ta thấy cũng nhiều. Bình thường đều phải nhỏ hơn một cỡ so với của chúng ta không thể cười nhạo của ngươi. Này, Doanh Châu, sữa của nhi tức nhiều thực. Doanh Châu yêu kiều cười nói, phụ thân, người còn muốn uống chứ? Doanh Châu vừa sinh con mới có 9 tháng, sữa đang nhiều đấy. Bạch Hoạt nắm lấy hào nhũ của nàng ta cười nói, ta sợ uống nhiều có thể thành oa oa của nhi tức, tới, lão đệ, lại cạn. Mỹ Đoá cắn rái tai của Hy Bình, công tử. Nô gia cũng vừa sinh con mới 7 tháng, người muốn uống sữa của Mỹ Đoá hay không? Hy Bình cơ hồ đem rượu uống vào trong miệng phun ra, vội vàng nuốt xuống đáp, miễn thôi, miễn thôi. Uyển Dung nói, nô gia cởi y phục cho công tử. Hy Bình đè lấy bàn tay chuẩn bị cởi y phục cho hắn của nàng ta, đưa đầu đến gần bên tai nàng ta hỏi, bộ dạng này của bọn họ, không sợ nữ nhân của phụ thân hoài thai hài tử của nhi tử, mà nữ nhân của nhi tử lại hoài thai giống của phụ thân. Làm phụ thân không ra phụ thân, không chết hay sao? Uyển Dung bật cười đáp, nữ nhân của Bạch Dương tộc bọn thiếp tuy qua sự đồng ý của trưởng phu liền có thể hoàn hảo cùng bất kỳ nam nhân nào, lại không thể hoài thai bất hài tử của bất kỳ nam nhân nào ngoại trừ trưởng phu. Nữ nhân của Bạch Dương tộc nếu không nguyện ý sinh hài tử cho nam nhân nào cũng không cách nào khiến bọn họ mang thai, còn như làm sao làm được, đó là bí mật của nữ nhân Bạch Dương tộc bọn thiếp. Hy Bình cuối cùng cũng minh bạch. Thấy hai bàn tay to của Bạch Tử chính đang dạo chơi trên người của Đông Ni, có loại cảm giác vô cùng hoang đường. Uyển Dung hỏi, hiện tại có thể cởi y phục chưa? Hy Bình cũng có 6-7 phần tùy ý, cũng không cự tuyệt Uyển Dung cùng Mỹ Đoá lưỡng nữ thay hắn cởi đi áo trên nữa, lộ ra nửa người trên cường tráng hoàn mỹ. Chúng nữ cuồng hoan một phen, con mắt một khắc cũng không nỡ rời khỏi thân trên xích lõa của Hy Bình. Mỹ Đoá than thở nói, công tử! Cơ bắp của người là cơ bắp cường tráng mạnh mẽ nhất trên đời, mỗi một thốn đều sung mãn lực lượng bùng nổ, khiến mỗi nữ nhân thấy đều động lòng, cam tâm tình nguyện cường bạo cho người.
Uyển Dung ôn nhu vuốt ve lồng ngực của Hy Bình, nói công tử, người đứng lên, để nô gia thay người cởi quần, hoặc giả nằm xuống cũng được, người ngồi, nô gia không thể nào hạ tay cả. Hy Bình không có lời đáp, cùng Bạch Hoạt phụ tử đối diện lại cạn một chén. Bạch Hoạt hỏi, lão đệ, người cưới vợ chưa? Hy Bình đáp, tiểu tử đã có 6 vị thê thất rồi. Bạch Tử vô cùng kinh ngạc nói, Hoàng huynh, huynh có thể thỏa mãn bọn họ chứ? Người Trung Nguyên các người đều là tham nhiều nhai không nát. Hy Bình đáp, như bình thường thôi. Bạch Hoạt đút một miếng thịt dê cho Doanh Châu, nói, lão đệ, ta vốn dĩ muốn đem Tư Nhi đính hôn cho ngươi, xem ra hiện giờ tiến hành không thông rồi, bởi vì ngươi đã có nhiều thê thất như vậy, Tư Nhi gả cho ngươi chẳng khác nào sống quả. Năng lực của người Trung Nguyên các người ở phương diện đó, lão Hán rõ ràng nhất, một hai nữ nhân đã làm chưa chắc, huống hồ 6-7 nữ nhân. Bạch Tử nâng ly mời rượu nói, không cần gấp, hôm nay tất cả nữ nhân trong trướng tùy tiện Hoàng huynh thích ngủ người nào thì ngủ người đó, tới, uống. Hy Bình quả thực vừa mừng vừa lo, không đành cự tuyệt lại cạn một ly, xuồng xã ở bộ ngực hơi rũ xuống ít của Uyển Dung nhéo một dấu, cười nói thịnh tình của Bạch huynh, từ chối thì bất kính, đêm nay quyết không phụ ủy thác của Bạch huynh. Bạch Tử cuồng tiếu không thôi, nói, Hoàng huynh quả nhiên hào khí can vân. Nhưng không biết chân thật bản lĩnh của Hoàng huynh như thế nào. Kỷ lục cao nhất của tại hạ là một đêm ngự liền tứ nữ, mà đều khiến bọn họ đạt được cao trào, không biết Hoàng huynh có bản lĩnh này hay không. Hy Bình liền cười đáp, Bạch huynh, quả cường hãn, tiểu đệ bội phục, uống rượu. Bạch Hoạt cũng nói, phải, uống rượu, rất lâu không có thống khoái như vậy rồi, đêm nay chỉ cầu say. Ba người khi uống đến 7-8 phần tùy ý, Bạch Hoạt kéo ngã Doanh Châu bên cạnh. Đè nàng ta ở trên thảm, hôn hít mãnh liệt, sau đó phần mông liền ướn, liền cùng nhi tức của lão ta làm hảo sự. Bạch Tử nói, Hoàng huynh, chúng ta cạn chén này, ta cũng phải cùng mỹ nhân nhi thân mật, Hoàng huynh tự tiện. Hy Bình nói, mời. Sau khi Bạch Tử uống xong một ly rượu, lập tức ôm thân thể tráng kiện của Tiểu Mai, nói Tam Nương, đồng tử kê của nhi tử chính là bị người làm thịt, lúc đó nhi tử mới 15 tuổi, nhi tử thực sự hoài niệm người. Để nhi tử lần nữa nếm lại mùi vị của người. Phân thân so sơ với Bạch Hoạt còn phải lớn hơn chút đó của hắn toàn cây chìm vào bí động của Tiểu Mai, từ trong động kéo ra một dòng nước. Hy Bình bị Uyển Dung cùng Mỹ Đoá hợp lực đầy ngã, nằm ngửa ở trên thảm, hai nữ nhân vội vàng thay hắn cởi quần đi. Ngay khi hùng căn của hắn bật lộ ra, chúng nữ cuồng hô kinh hãi kêu lên, cả năm ca nữ tấu nhạc cũng dừng lại một hồi, dọa đến quên đi nhạc khí trong tay. Hy Bình lật người đè Mỹ Đoá thẳng xuống, hào nhũ của nàng ta bởi vì đè nén của Hy Bình, bắn ra hai tuyến chất lỏng trắng sữa, khi hai người miệng lưỡi triền miên, Uyển Dung cũng nằm sấp ở trên lưng của Hy Bình vuốt ve hôn hít, ba người quấn quýt thành một khối. Hy Bình ngậm nhũ đầu đỏ tối của Mỹ Đoá, hút ngút chất sữa của nàng ta, một ma thủ ở hạ thể của nàng ta đang khêu nhổ trêu chọc, ngón tay của hắn ở thủy liêm động của nàng ta vào ra ra, cố gắng cực độ tất cả thủ đoạn khiêu tình. Khiến mỹ nữ thân dưới xuân tình khó nhịn, cuồng dại xoay vặn thân thể xinh đẹp đầy đặn, nghênh tiếp dẫn dụ của Hy Bình, phóng đãng như kỹ nữ. Ngay khi Hy Bình mạnh mẽ vô bì sộc vào đường hầm của Mỹ Đoá, nàng ta hệt như xử nữ kêu thảm thành tiếng, trên sự thật nàng ta đã là mẫu thân của hai hài tử. Chúng nữ kinh hãi mừng rỡ thấy được, Mỹ Đoá lại không cách nào nuốt lấy toàn bộ độ dài của Hy Bình, mà thấy bộ dạng cuồng dại kêu không ngừng của nàng ta. Tựa hồ cũng đến giới hạn lớn nhất có thể bành trướng của nàng ta. Nam nhân này quả nhiên là bạn lữ trên gương tốt nhất của nữ nhân, cực phẩm ở trong cực phẩm. Bọn họ theo dõi đến xuân tình khó nén, hận không phải chính là bản thân Hy Bình đang đè bên dưới, để bản thân tiếp nhận cắm kéo cuồng dại hoang dã nhất của hắn ta. Mỹ Đoá trong cuồng hoan cực độ mê thất bản thân, do bởi nguyên nhân say rượu, Hy Bình cũng điên cuồng đến cực điểm. Hắn chỉ quản ở trên người nữ nhân tìm kiếm thỏa mãn cùng phát tiết, hùng căn ở trong động huyệt của nữ nhân vào ra, không ngừng không nghĩ, lôi kéo tình dục cùng dâm khiếu kêu của nữ nhân, đây là thế giới của tính dục. Không có yêu, chỉ có tính. Một tối điên cuồng, Hy Bình làm tất cả nữ nhân trong trướng đến tê liệt như một đống bùn nhão, chính cả năm ca nữ cũng bị hắn làm đến mê man. Giữa trưa, một tiếng kêu thảm đến từ trong trướng của Bạch Tử. Bạch Hoạt phụ tử cùng nữ nhân trong trướng đều kinh động tỉnh lại, cùng nhìn hướng Hy Bình hắn đang bị một thiếu nữ xinh đẹp 14-15 tuổi cắn vai, thiếu nữ đó đang bị hắn đè chặt, hạ thể hai người còn đang tương liên mật thiết.
Thi Bình giật nảy người, vội vàng kéo người ra, chỉ thấy hạ thể của thiếu nữ một vùng thảm trạng, giống như bị xé rách, vết máu loang lỗ. Thiếu nữ chợt lớn tiếng gào khóc. Bạch Hoạt kinh ngạc hỏi, chỉ nhi, ngươi làm sao ở nơi đây? Nguyên lai thiếu nữ này là tỳ nữ của Bạch Tư, gọi là Bạch Chỉ, mới tròn 15 tuổi, phòng nhụy đợi mở. Bạch Tử nói, thảm rồi, lần này Tư Nhi có thể tìm ta tính sổ. Lão phụ thân, người chống đỡ trước, nhi tử ra ngoài. Hắn lập tức mặc y phục chỉnh tề, giống như cơn gió chạy ra ngoài trướng, lặn mất vô ảnh vô tung. Mặt mo của Bạch Hoạt liền đỏ hiếm thấy, nói chỉ nhi, ngươi nên xem chuyện gì đều chưa phát sinh qua. Bạch Chỉ tiếp tục khóc la. Bạch Hoạt cùng Hy Bình hoảng hoảng mang mang mặc y phục chỉnh tề. Bạch Hoạt lại nói, chỉ nhi, Hoàng công tử cũng không phải cố ý, ngươi nhanh thôi khóc. Hy Bình thẹn nói, xin lỗi, ta tối qua uống say, không phân rõ người liền. Bạch Chỉ khóc nói, cái gì tối qua? Sáng nay ta tới kêu lão ra, người bất kể 3721, liền đem người ta ôm lấy. Người ta vùng vẫy, kêu khóc thế nào, người cũng không để ý, chỉ lo kéo xé y phục của người ta, còn dùng của ngươi, của ngươi. Oa, chỉ nhi đã đau đến ngất đi, ô ô. Đông Ni chen lời nói, ta nhớ rồi, khi đó công tử chính đang dở trò trên người của nô gia qua thực chịu không được, liền đẩy người ra, người liền tìm đến chỉ nhi. Bạch Hoạt nói, chỉ nhi, người đứng dậy trước, có gì sau này bàn lại, như thế nào? Bạch Chỉ đáp, tiểu tỳ toàn thân không có sức lực, chỗ đó lại đau, tiểu tỳ không cử động được, làm sao đứng lên? Đều là hắn hại, tiểu tỳ muốn tiểu thư giết hắn. Bất ngờ, ngoài cửa truyền tới một thanh âm nữ nhân êm tai, chỉ nhi, muội đi đâu rồi? Kêu muội đi kiếm phụ thân, muội liền đi hơn nửa ngày, còn không nhanh đi ra gặp ta. Bạch Hoạt vừa nghe, vội vàng hướng về Hy Bình nói, lão đệ, ngươi đi về trước, nơi đây có ta xử lý. Hy Bình hận hắn không thể nói như thế, vội vàng ra đến ngoài trướng, chỉ thấy một mỹ thiếu nữ nhỏ nhắn yếu ớt điềm đạm nho nhã đang hướng bên này đi lại, hắn nhìn cũng không dám nhìn nàng ta, cúi thấp mặt đi thẳng một mạch về lều bạt nhỏ của bản thân. Mỹ thiếu nữ đó cũng không chú ý Hy Bình cúi đầu đi qua sát vai, trực tiếp đi vào trong trướng, thấy được một khung cảnh hỗn loạn trong trướng, năm ca nữ còn lõa lồ nằm trên thảm không cách nào động đậy, chỗ kín của năm nữ nhân đều là dấu máu loang lỗ. Hơn nữa ái tỷ chỉ nhi cũng là toàn thân vết thương chồng chất nằm ở trên thảm khóc không ngừng, nàng ta rất kinh hãi phẫn nộ, ngồi xổm xuống xem xét hạ thể sưng đỏ hiện máu của chỉ nhi, thấy thương thế nghiêm trọng vô cùng. Nàng ta hướng về chỉ nhi hỏi, là ai? Chỉ nhi giống như gặp được cứu tinh, đáp tiểu thư. Bạch Hoạt cướp lời nói, Tư Nhi, là phụ thân đêm qua uống nhiều, sáng nay tỉnh dậy nhất thời hồ đồ. Bạch Tư không đợi ông ta nói xong. Ngăn cản ông ta nói, đừng nói. Phụ thân cùng đại ca phát triển bộ dạng gì, Tư Nhi biết được rất rõ ràng, tuy các người đích xác xứng gọi hùng tráng, nhưng cũng tuyệt không khả năng khiến chỉ Nhi thương thành thế này, hơn nữa thân thể hoàn toàn không có sức lực. Chỉ Nhi, là ai làm? Bạch Chỉ khóc lóc đáp, chỉ Nhi trước giờ chưa thấy qua hắn. Tiểu thư, người phải vì chỉ Nhi làm chủ nha. Bạch Tư nói, phụ thân, nghe nói người hôm qua mời một khách nhân Trung Nguyên. Còn giải rác tin đồn nói Hải Nhi phải gả cho hắn, là sao? Hải Nhi sáng nay chính là để chỉ Nhi tới kiếm người qua giải thích với Hải Nhi, không ngờ người lại có thể để hắn cưỡng hiếp chỉ Nhi. Nam nhân mới rồi từ trong trướng đi ra, là người Trung Nguyên đó phải không? Bạch Chỉ cắn răng hận nói, tiểu thư, chính là hắn. Bạch Tư cười lạnh nói, tốt, ta hiện tại liền đi giết hắn. Không ngờ trong bề ngoài nhỏ nhắn yếu ớt của nàng ta, lại là cương liệt như thế. Bạch Hoạt kinh hãi nói, Tư Nhi, nghe một câu của phụ thân, hắn thực là vô tội. Ca của hài tử nói với hắn, nữ nhân trong trướng mặc cho hắn chọn lựa, vốn dĩ cho rằng hắn tối đa đối phó được hai người, ai ngờ hắn đem 16 nữ nhân trong trướng tất cả ngủ khắp, còn là sinh long hoạt hổ, chỉ Nhi là tự động đưa tới lên cửa, làm sao trách hắn. Hài Nhi giết hắn, phụ thân đi đâu kiếm nam nhân cường hãn như vậy cho Hài Nhi. Bạch Tư lộ ra thần tình kinh dị. Chỉ thấy nữ nhân trong trướng người người đều mệt mỏi không có sức, xuân trên chân mày, năm ca nữ vẫn mê man như cũ, nhìn ra tình hình chiến đấu thảm liệt trong trướng tối qua. Tiểu Mai nói, Tư Nhi, hắn đích xác là nam nhân ưu tú nhất, con gả cho hắn, cả một đời đều có thể hạnh phúc sung sướng đấy. Bạch Tư nói, ngậm miệng,
Bạch Tử ta thực không dâm đáng giống các người như thế, để ta gả cho một con chó được như vậy, kiếp sau đi. Phụ thân, gọi người khiêng Chỉ Nhi về trong trướng của Hải Nhi phải đắp thuốc trị thương cho Chỉ Nhi, còn nữa, gọi tên khốn kiếp đó qua gặp Hải Nhi. Bạch Tư nói xong, phất tay áo ra. Bạch Hoạt để Uyển Dung cùng Tiểu Mai thay Bạch Chỉ mặc y phục rách nát nhiều chỗ, sau đó gọi một phụ nữ cường tráng đi vào, cõng nàng ta về lều bạt của Bạch Tư. Bạch Hoạt không có đi theo, lập tức về đến lều bạt lớn của ông ta, cùng Phượng Quần thương lượng đối sách. Bọn họ biết Bạch Tư thương yêu Bạch Chỉ, bởi vì Bạch Chỉ là cô nhi, khi 7 tuổi được Bạch Tư 12 tuổi thu giữ bên người, cảm tình của Bạch Tư đối với nàng ta vừa mẫu vừa thư. Phụ tử bọn họ sớm khi Bạch Chỉ 14 tuổi, liền muốn thu nàng ta làm thiếp, lại bị Bạch Tư ra sức trách móc một phen, không cho phép bọn họ đụng Bạch Chỉ. Hiện giờ lại bị Hy Bình cho mơ mơ hồ hồ làm, mà tình huống nguy cấp. Xem ra Tư Nhi đối với việc này rất là phẫn hận, vậy thừa long khoái tế của lão ta không phải bay sao? Ai, còn cho rằng tiểu tử đó tính dục vô năng, nguyên lai cường hãn đến trình độ như thế, quả thực là quá tốt rồi. Không biết hắn qua được một ải này của Tư Nhi không? Tất cả phải xem tạo hóa của hắn cùng nàng ta. Kết quả thương lượng của Bạch Hoạt với nương tử của lão, chính là không có kết quả. Hy Bình cảm thấy bất lực vô cùng, lấy ra mặt dày của hắn, hiện tại cũng có chút không nhịn được, hắn làm người tự có nguyên tắc của hắn, cưỡng hôn cưỡng ôm của nữ nhân có lẽ là rất bình thường, nhưng nếu không đạt được đồng ý của nữ nhân, hắn nói chung là không thể bá vương cứng cung. Sự cố ngoài ý muốn này của hôm nay, khiến hắn cảm thấy là nhục nhã lớn nhất của cả đời, thất bại của làm người. Hắn lại cưỡng gian một tiểu nữ hài 15 tuổi. Không, làm sao tính cưỡng gian? Ai kêu nàng ta chạy vào trong trướng, lão tử lại không biết nàng ta là ai, mà chính đang hứng thú, tự nhiên lại. Bỏ đi, không làm cũng làm rồi, binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn, có gì phải lo lắng. Vừa nghĩ tới vậy, hắn cảm thấy trong lòng tốt hơn quá nửa, có lẽ qua hai thời thần nữa, hắn còn cảm thấy bản thân là anh hùng xả thân vì người nữa. Về đến trong trướng, Tiểu Nguyệt chính từ chỗ Phượng Quần ăn chưa trở về mới một hồi, nhìn thấy Hy Bình vén trướng vào, lao người vào lòng, sau đó bỗng nhiên bắn ra, giận dữ nói, đại ca, huynh làm thế nào? Toàn thân đều là mùi mồ hôi cùng mùi sữa, còn có mùi khai mãnh liệt của nữ nhân. Nguyệt Nhi muốn huynh lập tức đi tẩy rửa sạch sẽ. Nếu không Nguyệt Nhi sau này đều không cho phép huynh đi chung trả. Hứ, hại Nguyệt Nhi không thể ở làm nũng trong lòng đại ca. Hy Bình lộ ra sắc thái khó xử, bày tay nói, đến nơi đâu tắm gội. Nguyệt Nhi cười đáp, cái này Nguyệt Nhi biết, Nguyệt Nhi sáng hôm nay mới tắm nước nóng, thoải mái vô cùng. Hy Bình bị Tiểu Nguyệt kéo ra đi tắm rửa chưa lâu, Bạch Hoạt đến lều bạt của Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt, không thấy bọn họ, than vãn một tiếng. Lại lắc chuyển đầu về đại trướng của lão ta. Mặt ông ta hiện sầu muộn nói, Phượng Quần, ta đến Thảo Nguyên khuây khỏa, nơi này nàng trông nom. Phượng Quần nói, Hoàng Hy Bình đó đi tắm rửa, người không đợi thêm một hồi. Bạch Hoạt đáp không, bọn họ sau khi tắm rửa xong, để bọn họ cũng lên Thảo Nguyên. Đương nhiên, trước lúc này, nàng để bọn họ tới trong trướng của Tư Nhi một chuyến trước, ta nghĩ Tư Nhi không thể thực giết hắn. Chỉ là muốn hắn đi qua tiết hận thôi, nữ nhi của ta rõ nhất. Phượng Quần đáp ứng nói, tốt. Bạch Hoạt vén trướng ra, lại với cùng 7 kỵ sĩ hôm qua ra ngoài. Phượng Quần tiến ông ta ra ngoài, quay về nhìn thấy 3 nữ nhân Uyển Dung còn đang ngủ say, nghĩ thầm, nam nhân này cũng quá khủng bố, nữ nhân nhiều như vậy bị hắn ta trong một đêm làm đến mệt mỏi dã rời như thế. Kế đó, bà ta liền cử người thông chi Hy Bình sau khi tắm rửa đi đến lều bạt của Bạch Tư. Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt tiến vào lều bạt của Bạch Tư. Bạch Tư ngồi ở mép giường vô cùng thương yêu nhìn Bạch Chỉ vừa ngủ say, một hồi lâu mới nhìn về hai người, thân tâm vì thế liền run, hiển nhiên là chấn kinh bởi tuấn lãng của Hy Bình cùng kiều mỹ của Tiểu Nguyệt. Hy Bình giả như một chút không biết, hỏi, không biết cô nương tìm Hoàng Mỗ có chuyện gì. Bạch Tư cười lạnh đáp, chuyện tốt của ngươi làm. Tự mình không rõ sao. Hy Bình cười nói, xin lỗi, ta chỉ làm chuyện xấu, không làm chuyện tốt. Bạch Tư quát chửi, ngươi, khốn kiếp. Bạch Chỉ đang ngủ say cũng bị kinh động tỉnh, nhìn thấy Hy Bình, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp, toàn thân run rẩy. Hy Bình nói, ta đã tới gặp cô nương, nếu không có chuyện khác, Hoàng Mỗ cáo từ. Bạch Tư từ rõ chuyện tới nay, đều được người sủng ái,
cả phụ huynh của nàng ta đều nhường nàng ta ba phần, đâu có liệu được nam nhân trước mặt này không cho nàng thể diện như thế, nhất thời giận đến không nói. Hy Bình vừa muốn quay người, Bạch Tư quát hỏi, người chuẩn bị xử trí chỉ như thế nào? Hy Bình nói, sớm phải đem vấn đề bày ra chứ. Hắn đi đến trước giường cúi đầu nhìn Bạch Chỉ kinh hoàng thất sắc, hỏi, nàng rất sợ ta sao? Vậy chính là hy vọng ta rời nàng thật xa chăng? Bạch Chỉ hơi hơi gật gật đầu, chợt lại lắc lắc đầu. Hy Bình nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta, tuy không đẹp bằng Tiểu Nguyệt, lại có hai ba phần giống như với Tiểu Nguyệt, ngũ quan rất đẹp đẽ, da thịt mịn nhẵn bóng loáng, không phải trong trắng lộ đỏ loại đó, mà là toàn trắng, trắng xanh đến khiến người thương yêu. Hắn vừa muốn đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng ta, chợt thấy trong mắt nàng ta hiện ra sắc thái sợ hãi, không nhịn được than nói, không cần sợ, ta không thể lại đụng nàng, rất nhanh ta liền có thể rời khỏi, không lâu sau nàng liền không thể thấy được ta ác ma này. Thế nhưng, nàng không thể oán trách ta không chịu trách nhiệm a, là bản thân nàng vứt bỏ. Hắn quay người vừa đi hai bước, chợt trên cổ thêm một cán kiếm. Bạch Tư ở sau lưng hắn lạnh lẽo nói, người hủy thanh bạch của nữ nhân nhà người ta, chẳng lẽ ung dung thoải mái đánh câu dám liền đi. Tiểu Nguyệt vội vàng rút bội kiếm mới có được, giận dữ nói, người nếu dám động đại ca ta, ta liền giết ngươi. Bạch Tư đối với uy hiếp của Tiểu Nguyệt không thèm quan tâm. Hy Bình nói, như quả ta hủy thanh bạch của nàng, nàng rất có thể một kiếm đem ta kết thúc, đáng tiếc ta trước giờ chưa đụng qua nàng. Đột nhiên, hắn lại lớn tiếng quát lên, nếu muốn mạng của ta cũng không đến lượt nàng. Lấy kiếm ra cho ta. Kiếm của Bạch Tư gác ở trên cổ của Hy Bình, tịnh không có rút về. Hy Bình tiếp tục đi tới trước, kéo tay của Tiểu Nguyệt, nói, Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Bạch Tư cùng Bạch Chỉ mắt mở trừng trừng nhìn hai người đi ra, kiếm của Bạch Tư rủ xuống. Nàng ta đau đớn nói, Chỉ Nhi, Thư Thư không hạ thủ được a. Một đời này của Thư Thư còn chưa có giết người qua, huống hồ là một người tay không tấc sắt, lại không hoàn thủ. Thư Thư thực sự không cách nào ra tay giết hắn, Thư Thư xin lỗi muội, muội chửi Thư Thư đi. Bạch Chỉ nói, Tiểu Thư, Chỉ Nhi không trách Tiểu Thư là tiên nữ thiện lương, làm sao có thể giết người chứ? Đều trách Tiểu Tỷ mệnh không tốt, từ nhỏ liền mất đi phụ mẫu, còn bị tên khốn kiếp ức hiếp, ô ô. Bạch Tư nói, đừng khóc, Thư Thư vẫn thương Chỉ Nhi. Bạch Chỉ từ từ yên tĩnh, lần nữa đi vào trong mộng. Bạch Tư nhìn gương mặt chưa hết trẻ con của nàng ta, trong lòng đau xót bản thân nhiều năm như thế không đàm luận cưới xin, có một nửa nguyên nhân là bởi vì nữ hài khổ mệnh này. Nàng sợ bản thân sau khi xuất giá, Chỉ Nhi có thể biến thành không nơi nương tựa, Chỉ Nhi thực là nàng một tay nuôi dưỡng nha. Nàng thế nào không thương yêu? Rất lâu, Bạch Tư ở bên cạnh của Chỉ Nhi ngủ đi. Trong mơ ngủ, tựa hồ nghe được bên ngoài một phen hỗn loạn. Ra khỏi lều bạt của Bạch Tư, Tiểu Nguyệt nói, đại ca, mới rồi huynh thực là có khí khái anh hùng, kiếm gác ở trên cổ, lại sắc mặt không biến, còn ung dung tự tại đi ra. Hy Bình cười nói, đó là bởi vì huynh biết nàng ta không thể giết huynh. Tiểu Nguyệt vô cùng kinh ngạc hỏi, vì sao? Hy Bình đáp, kiếm trong tay nàng ta run rẩy, nàng ta nếu quyết tâm giết người, kiếm là không thể run rẩy. Tiểu Nguyệt a một tiếng, nói, đại ca. Huynh có phải đối với nữ hài gọi là Chỉ Nhi đó bá vương căng cung hay không? Huynh thực xấu, muội ấy so với Nguyệt Nhi còn nhỏ hơn nữa. Hy Bình không biết làm sao đáp, đây là nhầm lẫn, không bàn cũng được. Tiểu Nguyệt hỏi, đại ca, chúng ta thực phải rời khỏi nơi đây sao? Thế nhưng chúng ta không rõ làm sao quay về ra. Hy Bình than nói, xem tình huống thôi, cuối cùng không thể một đời đợi ở nơi đây. Tối nay hỏi Bạch Hoạt có thể dẫn chúng ta đi khỏi sa mạc hay không, nếu lão đáp ứng, chúng ta ngày mai liền rời khỏi. Hiện tại chúng ta lên thảo nguyên thưởng ngoạn, hoàng hôn lại quay về. Tiểu Nguyệt hoan hô một tiếng, biểu lộ tán đồng kiến nghị này của Hy Bình. Trên thảo nguyên giải rác phân tán rất nhiều lều bạt, bò dê thành đàn kết đội, mục dân theo dê quát gào, thường thường truyền lại tiếng hát lanh lánh, so với Hy Bình hát không biết dễ nghe hơn bao nhiêu lần, thế nhưng nghe ở trong tai Hy Bình. Hắn lại cảm thấy lau lỗ đít cho hắn đều không đủ tư cách, cái gì đông đông. Để lão tử ca thần hát cho bọn ngươi nghe, để các ngươi biết cái gì mới là ca. Hắn cũng liền ở trên thảo nguyên phóng tiếng gào vài bài, sau đó cảm thấy miệng khát, mà lại không có người thưởng thức vỗ tay. Tiểu Nguyệt tuy không có phản đối hắn ca hát, lại cũng không giống như khi bé vỗ bàn tay nhỏ nhảy nhót kêu hay,
bởi vậy hắn liền tạm dừng diễn sướng, chuyên chú vào phong tình của Thảo Nguyên cũng bất qua thì là một mảng lớn xanh xanh, với một mảng đen đen đó của nữ nhân đêm qua đâu có gì phân biệt chứ. Trời cao mây thưa, hai người đang đi ở trên Thảo Nguyên, đúng lúc gặp mặt Bạch Hoạt, tự nhiên càng là vui vẻ. Bạch Hoạt lại kêu gia tướng nhường ra một vật cưỡi cho hai huynh muội bọn họ, hai người không khách khí cưỡi lên đi, Tiểu Nguyệt lưng dựa lồng ngực cường tráng của Hy Bình, khuôn mặt xinh đẹp hở nụ cười, kiều mị trêu người, thấy Bạch Hoạt cùng sáu gia tướng còn lại không nỡ chớp mắt. Hy Bình hỏi, Bạch lão có thể đi Trung Nguyên hay không? Bạch Hoạt lấy làm tiếc đáp, lão đệ, kỳ thực nói, một đời này của lão còn chưa đến Trung Nguyên, nghe nói phải xuyên qua Gia Lạc sa mạc mới có thể đến được. Người muốn về Trung Nguyên? Hy Bình cứ thật hồi đáp. Bạch Hoạt khó xử nói, như thế, lần tới khi có thương nhân Trung Nguyên đi qua, các người lại theo chung với bọn họ trở về. Hy Bình hỏi, xem ra cũng chỉ có như thế, không biết còn phải đợi bao nhiêu lâu. Bạch Hoạt đáp, cái này nói không chắc. Tiểu Nguyệt dựa vào lồng ngực của Hy Bình ngủ, Hy Bình không thể không duỗi tay trái ngang eo ôm chặt nàng ta, sợ nàng ta đang ngủ rơi xuống ngựa. Bạch Hoạt hỏi, lão đệ, Tư Nhi không làm khó dễ ngươi chứ? Hy Bình miễn cưỡng đáp, không có. Bạch Hoạt thần bí cười nói, ngươi cảm thấy Tư Nhi như thế nào? Nguyện ý cưới nó không? Hy Bình kinh hồn không định nói, Tư Nhi cô nương dung mạo rất xinh đẹp, thế nhưng tiểu tử không cách nào hưởng thụ, lại nói tiểu tử cuối cùng có một ngày phải về Trung Nguyên, tiểu tử không thích hợp với Tư Nhi cô nương. Bạch lão, có lẽ không đề cập chuyện này tốt hơn. Một đám người liền đàm luận như thế, thúc ngựa đi đến dưới chân một dạng núi lớn dừng lại. Bạch Hoạt nói, mạch núi này đem khối mạc tư Thảo Nguyên này phân cắt thành hai nửa, một nửa là Bạch Dương tộc chúng ta, một nửa khác là thuộc về Dã Mã tộc, bởi vậy mạch núi này cũng gọi là Dương Mã Sơn Giới, người của Dã Mã tộc thì xưng là Mã Dương Sơn Giới. Hy Bình a một tiếng, lộ ra rất là hiếu kỳ. Bạch Hoạt hưng phấn nói, Dã Mã tộc cùng Bạch Dương tộc chúng ta nhiều đời không dung nạp lẫn nhau, tuy chỉ cách một dãy núi, nhưng giữa hai tộc đều có hẹn ngầm, theo đó không đạp vào trong sơn giới của đối phương. Bạch Dương tộc của chúng ta căm ghét phương thức sinh hoạt của bọn chúng, đương nhiên, bọn chúng cũng không đồng ý phương thức sinh hoạt của chúng ta. Trong Bạch Dương tộc, nam quyền chí thượng, nữ nhân bất quá là phụ thuộc của nam nhân, mặc cho nam nhân chọn lựa. Thế nhưng, ở Dã Mã tộc, lại là nữ quyền chí thượng. Nữ nhân của bọn chúng giống như ngựa hoang tùy lúc tùy nơi cùng nam nhân giao hợp. Hơn nữa, một nữ nhân có thể đồng thời có rất nhiều trượng phu, có nữ nhân lại có ba bốn chục trượng phu. Nam nhân ở trong Dã Mã tộc chỉ là nô lệ cùng đồ chơi của nữ nhân, thực là làm phách. Hy Bình phấn khởi hỏi, lại có loại sự việc này sao? Những nam nhân đó vì sao không phản kháng? Chẳng lẽ bọn họ thì cam tâm bị một đám tiểu nữ nhân nô dịch? Bạch Hoạt giống như thân đồng cảm thụ với nam nhân của Dã Mã tộc, phẫn nộ đáp, không cam tâm còn thế nào. Nữ nhân của Dã Mã tộc cường tráng giống như ngựa hoang, mà trong tộc có một nhánh quân đội do nữ nhân tổ thành, bọn nam nhân nào dám phản kháng. Huống hồ bao đời tương truyền, đều là nữ nhân đương quyền, quản lý những nam nhân đó. Nam nhân Dã Mã đáng thương. Hy Bình hỏi, nam nhân của Dã Mã tộc đều là thấp bé hay sao? Bạch Hoạt đáp, ngươi lầm rồi. Nam nhân của Dã Mã tộc cơ hồ mỗi người đều cao lớn cường tráng giống như ngươi, thế nhưng, nữ nhân của Dã Mã tộc phổ biến cao khỏe hơn so với chúng ta, có mấy nữ nhân chí ít cũng cao hơn một đoạn so với chúng ta, người ta nếu là đứng trước mặt bọn họ, khả năng chỉ đến lồng ngực của bọn họ thôi. Chắc chắc, bộ ngực của to lớn vô bì, người dùng hai bàn tay cũng không cách nào che phủ toàn bộ, phần mông tròn trịa cao lồi mà giàu tính đàn hồi, bắp thịt rắn chắc như nam nhân, sắc ra lại là bóng mượt vô bì. Phần eo trái ngược với phần ngực cùng phần mông của bọn họ lộ ra dài nhỏ mà tràn đầy dẻo khỏe, cặp chân xinh đẹp tráng kiện thon dài đó khiến người cương cứng. Oa, ngươi không biết, ta khi còn trẻ, liền muốn cùng mỹ nữ của Dã Mã tộc hoàn hảo một lần, thẳng đến hiện tại còn chưa đạt thành tâm nguyện. Ta chỉ sợ bản thân không cách nào thỏa mãn bọn họ, tuy ta đã rất cường tráng, thế nhưng, kha kha, ta đã từng nhìn lén nữ nhân của Dã Mã tộc cùng ngựa hoang ở trong vùng hoang dã giao hợp. Roi của ngựa hoang dài như thế, lại toàn cây chìm vào, tựa hồ còn không đủ lớn nữa. Loại nữ nhân này lẳng lơ đến cực điểm, cùng bọn họ lên giường nhất định rất điên cuồng, lâm ly thống khoái. Hy Bình cảm thấy rất hứng thú hỏi, thực có nữ nhân mạnh như vậy sao? Bạch Hoạt cười đáp, người nếu không tin, có thể tự mình thực địa khảo sát một phen,
thứ đó của ngươi so với roi ngựa hoang còn phải thô khỏe hơn, khả năng có thể khiến nữ nhân của dã mã tộc đủ điên cuồng, thực không biết ngươi là thứ gì chuyển thế, lại có vũ khí sát thương người đáng sợ như thế. Hy Bình nói đùa rồi. Bạch Hoạt nghiêm túc nói, đây thực không phải nói đùa, người đích xác có bản lĩnh khiến mỗi một nữ nhân kêu thảm, dù cho là nữ nhân cường tráng nhất trong dã mã tộc gặp phải ngươi, cũng không thể thiếu kêu cuồng rên gì, ha ha, ha ha. Hy Bình cảm thấy bắp đùi liền đau, nguyên lai là bị Tiểu Nguyệt giả vờ ngủ say dùng lực bấm một cái, hắn trong lòng kêu to oan uổng, xem ra muội muội này là ăn giấm của hắn rồi. Cúi đầu nhìn, lại thấy nàng ta cả mặt đỏ thẹn, hiển nhiên là bởi vì lời mới rồi của Bạch Hoạt mà động tình, hoặc giả là xấu hổ chăng. Bạch Hoạt nói, Tiểu Nguyệt cô nương cả khi ngủ cũng mê người như thế, để lão hán ái sát. Tiểu Nguyệt đột nhiên mở con mắt xinh đẹp ra, giận dữ nói, Bạch lão bá, lão xấu chết. Bạch Hoạt bị một cái trách móc yêu kiều này của Tiểu Nguyệt, quả thực hồn phi phách tán, cao hứng đến khoa tay múa chân, từ trên lưng ngựa té xuống, chút nữa cả mạng già đã không giữ. Đáng đời, lão sắc quỷ. Trước một khắc màn đêm phủ xuống, Hy Bình cùng một đám người của Bạch Hoạt về đến viện tử, thấy được một vùng hỗn loạn, hàng rào gỗ của viện tử thiếu rất nhiều chỗ, lều bạt cũng có rất nhiều cái ngã trên đất, da bộc thương rất nhiều, tiếng khóc khắp nơi. Hiển nhiên là sau khi bọn họ đi, nơi đây phát sinh tranh đấu. Bốn nương tử của Bạch Hoạt khóc lóc sướt mướt chạy lại, Bạch Hoạt vội quát hỏi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Phượng Quần đáp, sau khi lão ra đi, Bạch Hùng dẫn hơn 500 người tới cướp Tư Nhi đi. Nguyên lai sau khi Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt đi khỏi một thời thần, Bạch Hùng đột nhiên xuất lĩnh 500-600 kỵ sĩ xông tới, cùng võ sĩ gia bộc của Bạch Hoạt chiến đấu, Bạch Tư đang ngủ bị ồn tỉnh, cũng ra ngoài trợ chiến. Đừng thấy Bạch Tư nhu nhược văn nhã, nhưng có danh xưng thảo nguyên đệ nhất nữ kiếm thủ, bởi vậy cả đại ca nàng ta cùng Bạch Hùng hai đại dũng sĩ chứ danh của Bạch Dương tộc đều sợ nàng ta bảy phần. Kiếm pháp của nàng ta là một đôi phu phụ trung nguyên truyền thụ. Năm đó nàng ta 15 tuổi, đôi trung niên phu phụ đó đến nhà nàng làm khách, thấy nàng ta tư chất không tệ, liền truyền thụ nàng ta một bộ kiếm pháp, lấy báo đáp khoản đãi nhiệt tình của phụ thân nàng ta. Nàng ta dựa vào bộ kiếm pháp này giết kỵ sĩ của Bạch Hùng người ngã ngựa đổ, Bạch Hùng vì tránh thành viên phe này của bản thân tăng thêm thương vong, cướp mẫu thân phượng quần của nàng ta uy hiếp nàng ta làm phạm nhân, nàng ta chỉ đành ném kiếm đầu hàng. Bạch Hùng khi đi còn dương dương đắc ý nói, cáo tố Bạch Hoạt lão bất tử đó, tối nay ta liền cùng nữ nhi bảo bối của lão động phòng, có dũng khí thì qua đòi người. Nghe hết ngọn ngành sự tình, Bạch Hoạt giận đến mắt đầy sao vàng, hả miệng phun ra một ngụm máu. Đúng ở lúc này, Bạch Tử dẫn vài trăm võ sĩ thúc ngựa quay về, hướng Bạch Hoạt nói, phụ thân, khi nhi tử quay về, Bạch Hùng đã đi. Nhi tử dẫn người truy đuổi, lại thấy bọn chúng canh phòng xâm nghiêm. Xung quanh Bạch Dương phủ đầy khắp võ sĩ, chỉ ít có 2-3 ngàn người, xem ra tộc trưởng cũng bao che cho loại hành vi đáng thẹn này của nhi tử ông ta. Bạch Hoạt cắn răng hỏi, chúng ta tối đa có thể tập hợp bao nhiêu người? Hơn 1 ngàn, Bạch Tử hỏi, phụ thân, chẳng lẽ người muốn cùng tộc trưởng khai chiến? Đây chính là hành vi phản bội cả Bạch Dương tộc, hơn nữa, không tính võ sĩ khác của Bạch Dương tộc, chỉ riêng thủ hạ của tộc trưởng Bạch Dương liền có 3-4 ngàn võ sĩ. Chúng ta chẳng lẽ không phải lấy trứng chọi đá? Bạch Hoạt đáp, không phải Bạch Hoạt ta muốn phản tộc, mà là hắn căn bản chính đã không có tư cách làm tộc trưởng nữa. Hắn làm trái truyền thống bao đời của Bạch Dương tộc, lại cho phép nhi tử của hắn cưỡng đoạt dân nữ. Hắn chẳng lẽ chính không rõ giữa nam nữ của Bạch Dương tộc không có thể sử dụng bạo lực sao? Người khác sợ hắn, Bạch Hoạt ta chính không phải dễ trêu. Nhi tử, lập tức tập hợp nhân mã, mang theo vũ khí hoàn hảo nhất. Để bọn chúng biết phụ tử chúng ta không phải loại nhút nhát sợ chết. Dừng một cái, hướng về Hy Bình nói, lão đệ, không phải ta xem thường ngươi, tuy quyền đầu của ngươi rất cứng, nhưng lão xem ra ngươi không biết võ công, bởi vậy sự việc này ngươi không cần xen vào, nếu phụ tử chúng ta không trở về, ngươi liền thay lão chăm sóc gia nhân một cái, lão hán cảm kích không hết. Hy Bình cười cười, nói tiểu tử vào trong theo dõi chỉ nhi. Bạch Hoạt than thở nói, ngươi thực là đa tình. Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt tiến vào lều bạt của Bạch Tư, Bạch Chỉ Chính đang nằm trong chăn khóc đến chết đi sống lại, thương tâm muốn tuyệt, cả người giống hệt một lệ nhân nhi. Hy Bình đến ngồi bên gối của nàng ta, không biết an ủi nàng ta như thế nào, rất lâu mới nói, bất luận nàng cần hay không, ta đều ở chỗ này cùng nàng một hồi,
sau đó ta sẽ cùng Bạch Hoạt bọn họ đi giải cứu tiểu thư của nàng. Nàng nếu hận ta, thì chửi ta đánh ta, bằng không ta nếu bị giết, nàng liền không có cơ hội. Tiểu Nguyệt nghe được lòng liền đau xót, cũng gia nhập hàng ngũ rơi lệ của chỉ nhân. Bạch Chỉ nằm ở trên thảm, ngây ngốc nhìn nam nhân cưỡng đoạt đi đồng trinh của nàng ta. Hắn có cường tráng bất khả tư nghị, lại là tuấn mỹ như thế, nhưng vì sao phải xấu xa như thế? Thế nhưng, bất kể hắn xấu bao nhiêu, lúc này, hắn ta dường như thành người duy nhất nàng ta có thể dựa dẫm. Có lẽ không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn, đối với nàng ta mà nói, trừ Bạch Tư, lại là người thân mật nhất của Bạch Chỉ nàng ta. Thân mật cưỡng bách, một loại lời tỏ tình mang máu. Bạch Chỉ đột nhiên không có giúp đỡ khóc nói, ôm, ôm ta. Hy Bình đem nàng ta ôm ngồi trong lòng, thấy nàng ta khóc sưng con mắt cùng gương mặt tú lệ sơ hiện non nớt, trong lòng nổi lên một chút yêu thương. Bạch Chỉ nói, ngươi nhất định phải cứu tiểu thư trở về, chính xem như bồi thường ngươi cho Chỉ Nhi. Tiểu thư đối với ta ân nặng như núi, như phụ mẫu tái sinh, ngươi nếu cứu tiểu thư về, giữa ngươi cùng Chỉ Nhi xóa bỏ tất cả, Chỉ Nhi liền không hận ngươi nữa. Hy Bình lau đi nước mắt của nàng ta, hôn nhẹ qua môi nàng ta, sau đó nhìn nàng ta, kiên định đáp, ta đáp ứng nàng. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Hy Bình từ trong binh khí khố của Bạch Hoạt chọn một cây thiết côn dài đến 5 mét, khi hắn ung dung nhấc nó lên, khua múa, Bạch Hoạt phụ tử kinh ngạc vô bì. Phải biết, cây thiết côn này, đại hán bình thường phải 5-6 người mới nâng lên chuyển động được, dù cho võ sĩ dũng mãnh giống như Bạch Tử, cũng phải hai tay mới có thể miễn cưỡng khua múa. Bạch Hoạt vốn dĩ cự tuyệt Hy Bình gia nhập đội ngũ của bọn họ, lúc này thấy được Hy Bình thần lực kinh người, uy mãnh tuyệt luân, có lý nào không hoan nghênh. Hy Bình vác thiết côn vừa đạp lên chiến mã nhi lập tức hí dài một tiếng, quỵ ngã ở đất, hiển nhiên không cách nào tiếp nhận trọng lượng của Hy Bình cùng thiết côn. Bạch Hoạt nói, đem ô long dẫn lại cho Hoàng Thiếu Hiệp. Lão ta đang cảm kích bội phục có dư, đem lão đệ cái xưng hô này đổi thành Hoàng Thiếu Hiệp. Một võ sĩ ứng tiếng mà đi, không lâu sau dẫn tới một tuấn mã so với ngựa bình thường phải cao khỏe hơn một lần, toàn thân đen tuyền, trên đầu ngựa mọc một chiếc sừng. Bạch Hoạt cười nói, đây là dị chủng trong loài ngựa, lực lớn vô bì, chỉ là khó thuần vô cùng. Mỗi một người cưỡi đến trên lưng nó đều bị nó ném xuống, đồng thời dùng chân đạp chết, kể từ khi có người chết ở móng sắt của nó, không có người dám cưỡi nó nữa. Lão đệ nguyện ý thử một lần hay không? Ta cược lão đệ được, bởi vì ngươi là dị chủng trong loài người. Tiểu Nguyệt vội vàng nói, đại ca, không được cưỡi nó. Hy Bình cười nói, Nguyệt Nhi, đừng không có lòng tin với đại ca. Đại ca hổ sói đều không sợ, còn sợ một con ngựa. Hy Bình là có lòng tin phi thường nghĩ Hoàng Hy Bình ta một đời quyền vương, khi đó một quyền đánh chết ngựa của Phượng Nhi, còn con mẹ nó không cưỡi được một con ngựa nát đen xì xì, không người cưỡi. Ta làm, cưỡi nó là cho nó thể diện. Hy Bình bỏ thiết côn xuống, sải bước đi đến trước đầu ngựa, vuốt ve độc giác của nó, nói, tên khốn đen, ta muốn cưỡi ngươi một lần, cảm phiền ngươi phối hợp, đừng để ta bẽ mặt. Nói xong, Hy Bình nhảy lên lưng ngựa, ô long hí dài một tiếng, phóng gót chạy cuồng, trước giật sau trở không ngừng. Hy Bình trên lưng ngựa lại bị ném ra phía trước rất xa, bốn chân hướng trời nằm ngã trên đất. Ô long trong nháy mắt chạy lồng lộn đến. Cặp móng chân trước mắt thấy liền phải đạp xuyên lồng ngực của Hy Bình, nào ngờ Hy Bình trên đất cứng rắn vươn cặp tay nâng lấy cặp móng đạp xuống của ô long, mạnh mẽ nâng lên rất cao, lăn người tiến vào dưới bụng của nó, trong sát na đứng lên, hai tay nâng phần bụng của nó, nặng nề ném nó đến một bên. Tiếp liền đó, hắn nhanh chóng chạy đến cạnh đầu ngựa, cặp tay vòng lấy cổ của Mã Nhi, ép nó cố định trên đất. Ô long bất luận vùng vẫy như thế nào, cũng không thể vùng khỏi hai cánh tay sắt của Hy Bình từ trên đất đứng thẳng lên, cuối cùng hí dài một tiếng, tất cả trở về tĩnh lặng. Hy Bình thở hổn hển hỏi, phục chưa? Ô long hí dài. Hy Bình cảm thấy kỳ quái, phải không thể là nó nghe hiểu được tiếng người chứ? Hắn cảm thấy rất thú vị nói, Mã Nhi, nếu người nguyện ý cho ta cưỡi, liền kêu một tiếng nữa. Ô long lần nữa hí dài. Hy Bình vui sướng không thôi, thả nó ra. Ngồi ở một bên thở dốc không ngừng. Một phen hoan hô nổi lên dữ dội. Tiểu Nguyệt yêu kiều kêu lên chui vào trong lòng của Hy Bình, nói, đại ca, huynh thật thần dũng. Chiếc miệng nhỏ ở trên mặt của Hy Bình hôn không dừng. Ô long mã từ trên đất đứng dậy, cũng dụng đầu lưỡi thô ráp dài dài của nó liếm Hy Bình.
Tiểu Nguyệt như ăn dấm đẩy đầu ngựa ra, nói, không cho phép ngươi liếm đại ca, ngươi liếm dơ, người ta sau này làm sao hôn. Mọi người cười lớn một vùng. Bạch Hoạt Kích Phục nói, lão đệ, có ngươi, ngươi thực sự được. Chúng ta xuất phát, dề già nữa có thể tới không kịp. Tiểu Nguyệt rời khỏi vòng ôm của Hy Bình, lần nữa cưỡi lên chiến mã của nàng ta. Hy Bình cầm thiết côn trên đất lên, vác ở trên vai, cưỡi lên ô long, uy phong lẫm liệt, dánh như thiên thần. Thúc ngựa cuồng chạy, tiếng thiết kỵ trên thảo nguyên rồn rập, cuồn cuồn ở đêm hải dương. Đây là viện lạc lớn nhất trên thảo nguyên, vòng rào vây lấy hơn 200 lều bạt, xung quanh còn có rất rất nhiều lều bạt mọc lên như rừng. Chính là phủ đệ của tộc trưởng Bạch Dương. Ở trong Bạch Dương tộc, tộc trưởng là truyền đời, vô luận người trước đây gọi tên là gì, chỉ cần vừa tiếp nhiệm tộc trưởng, liền đổi gọi là Bạch Dương. Sắc đêm dần đặc, Bạch Dương phủ lúc này, phòng vệ xâm nghiêm, Bạch Dương võ sĩ cao lớn cường tráng vây Bạch Dương phủ nước tiết không thông, cả lão thử muốn tiến vào bên trong trộm ăn một chút món lòng của dê ăn sót, đều phải trải qua sự đồng ý của bọn họ, mới có thể được thông qua. Đây là đêm khó quên của nhi tử Bạch Hùng của Bạch Dương. Bạch Hùng đang chuẩn bị giống như rất nhiều minh tinh thời đại nào đó tiến hành hôn lễ bí mật, nào có thể cho người quấy nhiễu. Chuyện thường qua kỳ trăng mật lại bàn. Trong một lều bạt đặc biệt lớn của Bạch Dương phủ, Bạch Hùng niết gương mặt trơn nõn của Bạch Tư, nói, Tư Nhi thân ái, ta yêu chết nàng, vì đạt được nàng, Bạch Hùng ta tất cả không ngại. Bạch Tư chính đang bị trói thẳng đứng trên một cột gỗ lớn ở chính giữa lều bạt, cây cột gỗ này ít nhất ba người lớn mới có thể ôm trọn, có thể thấy đủ lớn. Bạch Hùng tiếp tục khinh bạc nói, Tư Nhi mỹ lệ, qua đêm nay nàng liền là nữ nhân của ta, Bạch Hùng ta không đạt được tim của nàng, cũng phải đạt được thân thể của nàng. Kỳ thật người Trung Nguyên có gì tốt, tiểu tử đó bất quá bề ngoài dễ nhìn chút, chỉ là phế vật nhìn được không dùng được, nàng gả cho hắn sao có thể hạnh phúc. Bạch Hùng ta khiến nàng lãnh hội hạnh phúc lớn nhất của làm một nữ nhân, nàng sẽ cảm kích ta tiến vào sinh mệnh của nàng. Tới đi, nữ nhân, giống như đáng phụ nghênh tiếp ta. Ta sẽ mang đến tiếng kêu cuồng hưng phấn nhất cho nàng. Bạch Tư cười lạnh nói, Bạch Hùng, muốn ta kêu cuồng, ngươi còn chưa có cái bản lĩnh đó. Bàn tay của Bạch Hùng trượt đến chiếc cổ bóng mượt của nàng ta, nhẹ nhàng vuốt ve, nói, ừ, cảm giác rất tốt, quả nhiên không thẹn là da thịt của thiếu nữ thanh xuân, rất lâu không có nếm qua mùi vị của xử nữ. Nàng thực không sợ ta xâm chiếm nàng. Bạch Tư hung bạo trừng mắt nhìn hắn. Nói, nữ nhân trước giờ không sợ nam nhân xâm chiếm. Ta tiện thể coi như cho một con chó hoang làm rẻ một cú, quay đầu tẩy rửa liền xong chuyện. Muốn ta làm nữ nhân của ngươi, cả đời này ngươi đều vọng tưởng. Xẹt một tiếng, Bạch Hùng căng cổ áo của Bạch Tư tay ra sức hướng xuống liền kéo, xé xuống một mảnh vụn, hắn đem vải vụn để ở đầu mũi cuồng dại ngửi không thôi, chợt hỏi, nàng là thực yêu thương nam nhân Trung Nguyên đó hay sao? Bạch Tư xem thường đáp, một đời này của Bạch Tư ta còn chưa có yêu qua bất kỳ một nam nhân nào, ngươi cho rằng nam nhân các ngươi là thứ gì? Đáng cho nữ nhân chúng ta xem giống như bảo bối si mê chứ? Hà, thực buồn cười. Bạch Hùng cười cuồng nói, xem ra ta phải vì nam nhân thiên hạ chút giận, để nàng rõ đáng yêu cùng đáng sợ của nam nhân. Này, nếu nàng đã không sợ nam nhân cường bạo, ta cũng không sợ cường bạo nữ nhân, chúng ta một nguyện đánh một nguyện chịu. Nàng tình ta nguyện, thống thống khoái khoái làm nàng chết ta sống. Bạch Hùng từ trên eo rút ra một thanh đoản đao, y phục trên người của Bạch Tư bị từng mảnh cắt vụn dồn dập rơi đất, khoảnh khắc, thanh mỹ nhân bán lõa, thân trên bóng mượt trơn nõn mê người vô cùng, bộ ngực bị thường thô ghi lộ ra thẳng đứng khả ái đặc biệt, Bạch Hùng nhịn không nổi sáp miệng nhẹ nhàng ngậm nhũ đầu đỏ tươi của nàng ta, Bạch Tư không tự giác rên khẽ ra tiếng. Bạch Hùng ngẩng đầu đắc ý nói, thế nào? Nhanh như vậy liền động tình, ta còn cho rằng nàng chỉ ít có thể kiên trì đến khoảnh khắc ta cắm vào nàng mới có thể kêu ra chứ. Nguyên lai chỉ là đụng nải đầu của nàng một cái liền có thể khiến nàng sung sướng, xem nàng còn dám cứng miệng. Nữ nhân các nàng ngoại trừ cái miệng cứng, bất kỳ địa phương nào khác đều là mềm, đặc biệt là chỗ đó dưới quần của nàng đều vĩnh viễn đều là mềm mại, vĩnh viễn đều đang chờ đợi của nam chúng ta cứng rắn cắm vào, hà hà. Nữ nhân... Đợi hồi ta muốn nàng xin ta tiến vào thân thể của nàng. Bạch Tư chế giễu nói, người giống như cho rằng bản thân là cứu thế chủ. Ngón tay của Bạch Hùng tìm qua môi đỏ của nàng ta, cười đáp không phải cũng suýt soát. Bạch Tư chẳng muốn để ý hắn ta, nhắm hai con mắt lại, giống như chờ đợi cứu thế chủ chân tránh tới.
Bạch Hùng phát giác bản thân kỳ thật rất thích cùng nàng ta tranh cãi, lúc này thấy nàng ta không quan tâm không để ý đối với hắn ta, quả thực không có hứng thú, khi chính muốn cởi đi chiếc quần tiến vào chính đề, từ ngoài chướng đi vào một thiếu nữ 17-18 tuổi, thân người của thiếu nữ này cao gầy như Lôi Phượng, dung mạo so với Lôi Phượng còn phải tú mỹ hơn 2-3 phần, một cặp mắt to đen sáng thường thường biểu lộ nhãn thần khiêu chiến tất cả. Thiếu nữ hỏi, đại ca, huynh thực muốn làm như thế sao? Nguyên lai thiếu nữ này là Bạch Liên cùng Bạch Tư Tịnh xưng Bạch Dương tộc nhị đại mỹ nữ, muội của Bạch Hùng. Bạch Hùng quay đầu, nói, huynh còn có đường lui sao? Nam tử hán đại trượng phu, một không làm hai không nghỉ. Bạch Liên nói, phụ thân sáng nay tới chỗ đó của Vu sư, theo kinh nghiệm của trước đây, bình thường 3 ngày mới quay về, nhưng muội sợ người nghe được tin tức, có thể ngay đêm vội quay về. Nói cho cùng, phụ thân là nhất tộc chi trưởng, người không thể cho phép huynh làm sằng làm bậy, Liên Nhi cũng cảm thấy đại ca làm quá tay. Huống hồ, Bạch Hoạt phụ tử không phải dễ trêu, khả năng bởi vì việc này dẫn tới chiến tranh trong tộc, đại ca huynh cũng gánh không lên cái trách nhiệm này đâu. Làm một nữ nhân, dùng nhãn quang của một nữ nhân nhìn đại ca, muội cảm thấy rất không có khí khái anh hùng. Nam nhân muốn đạt được nữ nhân, tịnh không phải từ sử dụng bạo lực cùng chiếm hữu thân thể của nàng ta bắt đầu. Phải nên giống như anh hùng dùng mị lực đặc biệt với phẩm cách cao thượng cùng tình cảm ôn nhu của hắn ta đi chinh phục tâm linh của nữ nhân hắn ta yêu thương, sau đó mới tiến tới chinh phục nhục thể của nàng ta. Nếu bằng không, cho dù huynh xâm chiếm thân thể của nàng ta, có được thỏa mãn một lần, cũng không thể cả đời có được thân thể của nàng ta, mà tâm linh của nàng ta, thì huynh vĩnh viễn cũng đạt không được, dù cho là một giây ngắn ngủi. Bạch Hùng suy nghĩ kỹ càng một hồi, nói có lẽ là muội đúng. Nhưng kịch đã bắt đầu, thế nào cũng phải diễn tiếp tục, dù cho đó là bi kịch. Trong con mắt của Bạch Liên lộ ra một chút đành chịu, nói, được lắm. Huynh xem xử lý, muội đi. Bạch Hùng nhìn muội muội đi ra, quay đầu nói với Bạch Tư, xin lỗi, để nàng đợi lâu, thời gian còn lại là của chúng ta, cũng không thể có người tới quấy nhiễu nữa. Hắn 2-3 cái liền cởi sạch y phục của bản thân, quát to nói, tiện phụ, mở mắt ra. Xem lão tử rốt cuộc đủ tư cách khiến nàng kêu cuồng không? Bạch Tư mở hé hai mắt, nhìn Bạch Hùng lõa lồ một cái, không hứng thú nói, bất quá như thế. Bạch Hùng không giận trái lại cười nói, a hà, nghĩ không được khẩu vị của nàng còn rất lớn, tốt lắm. Liền để nàng nếm mùi vị của bất quá như thế, để nàng biết hạnh phúc lớn nhất của nữ nhân là của nam nhân cường tráng. Ta dám đánh cược, nàng sau khi nếm qua, nhất định không nỡ rời khỏi ra. Mẹ! Lão tử ngày ngày muốn chinh phục nhục thể của nàng trước, lại chinh phục tâm hồn của nàng, nàng đợi thần phục dưới quần của ta thôi. Nữ nhân, bàn tay to của Bạch Hùng sờ về gương mặt của Bạch Tư, sau đấy theo cổ trượt xuống, ngay khi tay của hắn đến được bộ ngực chắc trội của Bạch Tư, bên ngoài một phen hỗn loạn, nghe được thanh âm của Bạch Hoạt truyền vào tới nói, Bạch Hùng, thả nữ nhi của ta, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Bạch Tư bỗng nhiên nói, phụ thân, hài nhi ở nơi này. Bạch Hùng cười cuồng dại nói, nàng kêu phụ thân, kêu càng lớn tiếng càng tốt, xem phụ thân của nàng có thể từ trong hơn 3.000 tinh binh đột vây ra tới cứu nàng hay không. Ha ha, Mỹ Nhân Nhi, chúng ta vừa kêu vừa làm chuyện, để phụ thân nàng cũng nghe tiếng khiếu sảng của nàng. Bàn tay lớn của hắn ở trên người của Bạch Tư nhanh chóng làm việc. Bên ngoài hai nhóm nhân mã giằng co, vốn dĩ chính là kiếm bạt nỏ trương. Lúc này, Bạch Hoạt vừa nghe được kêu to của nữ nhi. Quát lớn nói, nữ nhi, phụ thân tới cứu con. Lão liền thúc roi chạy ngựa ra, xông thẳng tới nơi truyền ra thanh âm của Bạch Tư, Hy Bình với Bạch Tư cùng gia tướng khác lập tức truy đuổi theo. Hỗn chiến bắt đầu. Tiếng vó ngựa, tiếng la hét, tiếng binh khí giao kích, thanh âm binh khí đâm vào chém lên thân người, tiếng kêu thảm hỗn tạp, khiến tối nay vốn là yên tĩnh trong sát na biến thành hỗn loạn huyên náo. Thiết côn của Hy Bình cuồng quét hai bên, chúng người tung tóe. Cản người tán loạn, như vào nơi không người. Mọi người có hắn ở trước mở đường, theo sát ở hai bên sau lưng hắn, giết địch mà tới. Võ sĩ của Bạch Hùng thấy Hy Bình thần dũng như thế, trong lòng sợ hãi, sinh lòng không dám đối kháng. Ở trong ánh lửa của đêm tối, Hy Bình mắt bắn tà mang, hình thể hùng tráng như chiến thần, tọa kỵ dưới quần của hắn thần tuấn như thiên câu, một cây thiết côn thô mà dài trong tay như gió thu quét lá rơi, đi qua nơi đâu. Binh khí tung tóe, người ngựa quay cuồng, kêu thảm liên hồi. Hy Bình chính khi đắc ý, chợt cảm thấy bên trái hàn khí thấu thể,
hiển nhiên là có cao thủ từ bên trái giết tới, mà nhanh chóng mãnh liệt vô bì, không thể né tránh. Hai chân của hắn liền mạnh mẽ kẹp bụng ngựa, thúc ngựa đột phá xông lên, ý đồ né tránh tập kích bất ngờ này. Tiếng đao kiếm giao kích ở sau lưng hắn vang lên, đồng thời nghe được Bạch Tử nói, Hoàng huynh, huynh đi cứu Tư Nhi, nữ nhân đánh lén huynh này giao cho Bạch Mỗ. Nguyên lai từ bên trái của Hy Bình nâng kiếm giết tới là Bạch Liên. Bạch Liên yêu kiều quát, Bạch Tử, ngươi còn không nhường đường, ta sau này đều không để ý ngươi. Bạch Tử đáp, dầu gì Bạch Tử ta đối với nàng tình thâm nghĩa trọng, nàng lại cùng đại ca nàng làm mấy chuyện thương thiên hại lý. Bạch Liên nói, cái gì thương thiên hại lý? Đại ca ta là bởi vì yêu Tư Thư mới làm như vậy, đây gọi là yêu điên cuồng. Bạch Tử mỉm cười nói, thế ta có phải cũng có thể giống như đại ca của nàng điên cuồng vì nàng hay không? Bạch Tử tức giận nói, ngươi tìm chết. Nàng ta một kiếm gọt tới, Bạch Tử vung đao ngăn cản, hai người ở trong đêm tối lần nữa giao thủ. Trong kịch chiến, Hy Bình bằng ưu thế của Thiết Côn cùng tốc độ của Ô Long Mã, rất nhanh đột phá ra ngăn cản trùng điệp, xông đến lều bạt lớn Bạch Hùng cùng Bạch Tư đang ở, Thiết Côn cuồng quét một trận, chấn võ sĩ về hai bên, Thiết Côn đâm thẳng vào lều bạt, liền kéo từ trên xuống dưới, đem lều bạt xé ra một đường nứt rất dài, thúc ngựa tiến nhanh vào. Bạch Hùng trong lều bạt vừa mới đem Bạch Tư cởi ra sạch sẽ, đang nâng thương muốn đâm, khi thương tới cửa động, nghe được tiếng lều bạt rách ra, quay đầu liền nhìn, mẹ ơi, tiểu tử Trung Nguyên đó giống như ma vương thúc ngựa rất nhanh bổ nhào tới, đại Thiết Côn trong tay chính hướng về hắn phủ đầu đánh xuống. Hắn kinh hồn chưa định, phản xạ tung lướt né tránh đến một bên, vừa đứng yên, Thiết Côn đó lại cường mãnh hướng ngực quét ngang qua, hắn muốn né đã là không kịp, rất rõ một kích này uy lực vô cùng. Ngăn cản không được, đành phải bay ngã mà lui, đồng thời quát lên tiểu tử, đợi lão tử mặc y phục mới tới thu thập ngươi. Hy Bình nhảy xuống ngựa, từ trên đất nhặt lên đoạn đao của Bạch Hùng, cắt đứt dây thừng đang trói Bạch Tư, nói, mặc y phục lên, theo ta đi. Hắn quay người nhảy lên ngựa, quay đầu nhìn thấy Bạch Tư còn đang ngây ngốc đứng, quát hỏi, nàng còn đứng không chuyển động. Bạch Tư đỏ mặt đáp, y phục của ta nát rồi. Hy Bình kêu to suối quẩy. Thiết Côn trong tay liền động, từ trên đất khều lên một tấm chăn, tay trái tiếp lấy, đưa cho nàng ta, nói, khoác lên. Bạch Tư vừa khoác lên chăn mỏng, Hy Bình liền duỗi tay trái ra, chộp lấy eo lưng, nâng nàng ta lên lưng ngựa, ngực dán ngực ngồi ôm trên lưng ngựa. Hy Bình hét mạnh nói, ôm chặt, hai chân liền kẹp bụng ngựa, phá trướng mà ra, xông vào trong đám người hỗn chiến, tập trung chiến đấu. Một côn ở tay, vạn người chứa địch. Hy Bình thúc ngựa vọt đến nơi Bạch Liên cùng Bạch Tử giao chiến không xa, Thiết Côn trong tay liền hất lên trường kiếm của Bạch Liên, đem trường kiếm của nàng ta chấn bay giữa không. Bạch Tử nào có thể bỏ qua cơ hội quá tốt này, tay trái liền chộp, đem Bạch Liên từ trên lưng ngựa của nàng ta ôm đến trên lưng ngựa của mình, nhanh chóng điểm huyệt đạo của nàng ta, khiến nàng ta không cử động được. Tất cả dừng tay cho ta, trong đêm tối vang lên một thanh âm hùng hậu uy nghiêm. Hai bên trong hỗn chiến không tự giác dừng tay, bởi vì bọn họ nghe ra đây là kêu quát của tộc trưởng Bạch Dương của bọn họ. Tiểu Nguyệt thúc ngựa đến bên cạnh của Hy Bình, thấy Bạch Tư trong lòng hắn. Hy Bình hỏi, Nguyệt Nhi, không thương chứ? Bạch Liên ở trong lòng Bạch Tử quát lên, tử Bạch Tử, Bạch Tử xấu xa, Bạch Tử thối nát, còn không thả bản cô nương ra. Ai ra kêu lên kinh động, Bạch Liên gần như từ trên lưng ngựa rơi xuống, Bạch Tử vội vàng ôm lấy nàng ta. Cười nói, nàng xem, ta vừa bỏ tay ra, nàng liền sẽ té xuống. Bạch Liên nói, té chết cũng không cần ngươi ôm. Bạch Hùng đã mặc lên chiến y mới vừa từ trong trướng đi ra, quát lên, Bạch Tử, thả muội ta ra, có dũng khí đánh với Bạch Hùng ta, ức hiếp nữ nhân tính hảo hán gì. Một nam nhân hơn 50 tuổi cao lớn béo mập trong đám người nói, ngươi lại là hảo hán gì. Lại làm ra loại chuyện thương phong bại tục này, mất thể diện của tổ tông. Bạch Hùng mặt như cho tàn nói, phụ thân, hài nhi chỉ là giành lấy tình yêu, tịnh không làm chuyện có lỗi với tổ tông. Bạch Dương quát mắng nói, khốn kiếp, sai là sai, nếu như nam tử hán nhận lấy lỗi lầm của ngươi, đừng để tộc nhân chế giễu ngươi a. Hùng nhi, Bạch Hùng quỳ xuống đất, đáp phụ thân. Xem ra tiểu tử này còn là một hiếu tử, ở trước mặt lão phụ thân ngoan ngoãn như thế. Bạch Dương hướng về Bạch Hoạt chắp tay nói, Bạch Hoạt lão đệ. Người trẻ tuổi không rõ quy củ, xúc phạm đệ, vi huynh thay nó bồi tội với đệ. Nói xong,
ông ta liền muốn quỳ xuống, Bạch Hoạt vội vàng từ trên ngựa nhảy qua, hai tay nâng lấy thân thể béo phì của ông ta, nói tộc trưởng, huynh đừng như vậy, lão tiểu tử nhận không được đâu. Nếu chuyện này đã không phải huynh bao che, đệ cũng chính yên tâm, huynh vẫn là tộc trưởng Bạch Dương tôn kính của đệ. Ai, người trẻ tuổi luôn là kích động thái quá. Bạch Dương thở dài một tiếng, quay đầu hướng về Bạch Hùng đã đứng lên quát nói, còn chưa bồi tội với đại thúc của ngươi. Bạch Hùng không vâng theo lời của phụ thân hành sự, hiển nhiên cực không nguyện cúi đầu khuất phục với Bạch Hoạt. Bạch Hoạt đã cứu về Bạch Tư, mà tộc trưởng thân phận cao quý đã bồi lễ xin lỗi với ông ta, cơn giận của ông ta cũng liền tiêu được gần hết, biết phải nhân nhượng tránh phiền, phá vỡ cục diện bế tắc nói, tộc trưởng, thôi đi, người trẻ tuổi tính khí mạnh chút cũng không phải chuyện xấu. Hắn cũng là bởi vì quá yêu tư nhì nhà đệ mới có thể nhất thời hồ đồ, dám yêu dám hận, không thẹn là hảo hán của Bạch Dương tộc. Ông ta cũng cảm thấy lời nói này có chút miễn cưỡng, nhưng cũng chỉ có thể an ủi Bạch Dương như thế. Bạch Hùng nghe được cũng phải đỏ mặt, chỉ là trong ánh lửa phân biệt không rõ. Bạch Dương lúng túng ôi ôi, nói, lão đệ thực là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền a. Bạch Hoạt nhìn chiếc bụng mập lồi lên của ông ta, cười đáp, đâu có, đâu có. Huynh mới là có thể đẩy thuyền chứ, chỉ ít có thể đồng thời chống ba con thuyền gỗ lớn. Bạch Dương hướng Bạch Tử nói, Hiền Điệt, có thể thả nữ nhi của ta ra chứ? Hiền Điệt nếu muốn cưới nữ nhi ta, ta tự nhiên cũng vui mừng, thế nhưng để nó cam tâm tình nguyện gả cho Hiền Điệt, thực không thể học tên vô lại của nhà ta à. Bạch Tử cảm thấy rất lúng túng, giải khai huyệt đạo của Bạch Liên, chợt cảm thấy vùng bụng liền đau, nguyên lai là bị Bạch Liên đánh nặng một quyền, ôm bụng kêu thảm ra tiếng. Bạch Liên phiêu thân xuống ngựa, yêu kiều cười nói, xem ngươi còn dám chọc ghẹo ta. Chợt lắc đầu nói với Hy Bình, ngươi là ai? Lại dám đánh lén Bạch Liên ta, ta sẽ ghi nhớ ngươi. Hy Bình lộ ra một nụ cười kiểu vô lại, nói, nhất thiết không được, ta có thể cho rằng nàng yêu ta đấy. Bạch Liên liền cười ngọt ngào, đáp, ngươi yên tâm, ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với nhân vật anh hùng, đối với cái đồ tiểu bạch diện thêm vô sỉ này của ngươi, ta nửa phần hứng thú cũng không có. Ta phải ghi nhớ, là bất kỳ lúc nào đều phải cho ngươi một kiếm, để ngươi biết bản cô nương không phải dễ trêu. Hy Bình cười nói, có tính cách, ta thích. Bạch Hoạt nói, tộc trưởng, không quấy nhiễu. Bạch Dương hỏi, không vào trong ngồi uống ly rượu loãng sao? Bạch Hoạt đáp, ngày khác đi. Bạch Dương nói, như vậy, ngày khác huynh lại mời lão đệ tới uống rượu. Đột nhiên ép thấp thanh âm ở bên tai Bạch Hoạt nói, ta muốn xem lão đệ hùng phong như xưa hay không? Bảy tao bà nương đó của ta cũng rất lâu không được ân sủng của lão đệ rồi. Bạch Hoạt hưng phấn đáp, đương nhiên, có cơ hội đệ nhất định đến trên phủ cùng tộc trưởng cùng cầu say, tộc trưởng huynh nếu dỗi rãnh, cũng mời đến trong lều bạt nhỏ của đệ uống thỏa thích vài chén. Bạch Dương ha hả cười lớn, nói, nhất định, nhất định. Hai người cộng lại tuy đã có hơn 100 tuổi, thế nhưng vừa bàn đến rượu cùng nữ nhân, hưng phấn như năm đó lúc thanh xuân cường tráng. Thậm chí vượt qua. Bạch Hoạt nói, tộc trưởng, đêm nay bao nhiêu đắc tội, tiểu đệ nhận lỗi với huynh. Các huynh đệ, chúng ta quay về. Đột nhiên lại lắc đầu hướng về Bạch Hùng nói, Bạch Hùng, ngươi nếu muốn cưới nữ nhi của ta, thì bằng chân bản lĩnh của ngươi. Bạch Dương nhìn Bạch Hoạt dẫn theo một đội nhân mã biến mất trong đêm tối, quát mắng với nhi tử nói, ngươi cũng khiến ta quá thất vọng, vì một nữ nhân, lại có thể làm ra loại chuyện này. Chẳng lẽ 15 nữ nhân trong trướng của ngươi còn không đủ ngươi hưởng thụ sao? Ngươi là nhi tử của Bạch Dương ta, sau này còn phải kế thừa vị trí tộc trưởng, ngươi làm như vậy, sau này làm sao có thể đứng chân ở Bạch Dương tộc? Còn may lần nay thương vong không lớn, sự tình cũng liền tính đi qua. Ai, hai huynh đệ các ngươi, một ném sạch thể diện của ta, một lại chạy đến Trung Nguyên không biết làm gì, thực là bi ai của gia tộc. Bạch Liên nói, phụ thân. Kỳ thật đại ca chỉ bất quá là muốn có được tư thư mà thôi. Bạch Dương nói, người cũng thế, bình thường giống như một dã nha đầu, đem thanh niên trên thảo nguyên đùa bỡn xoay vòng vòng, người thực không thể giống các thư muội khác của người an an phận phận gả sao. Thực hao tâm tổn trí. Bạch Liên hướng về ông ta thè thè đầu lưỡi. Bạch Dương chỉ có cười khổ, đồng thời cảm thấy một loại hạnh phúc cùng thỏa mãn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.